Rồi, ok, xin chào đại gia đình nhà mình ha. Chào mừng cả nhà đã đến với chương trình 22 ngày kiến tạo cuộc đời thịnh vượng của môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị ha. Mình xin chúc cho anh chị em ta có một buổi chiều tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, lòng biết ơn, sự tự do, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị nha. Và chúc cho anh chị em ta có một buổi chiều tràn ngày năng lượng. Rồi, ok, xin chào đại gia đình nhà mình. Những anh chị em nào mà chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay rồi, cả nhà mình có thể là bật camera lên ha. Chúng ta cùng nhau hiện diện ở màn hình camera cả nhà, để mà chúng ta cùng nhau đón nhận những cái giá trị tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Rồi, mình xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên tất cả các nền tảng live stream khác anh chị nhé. Rồi, xin chào đại gia đình nhà mình. Mình chào anh, mình chào bạn Ngọc Nguyễn, mình chào bạn Anh Nguyễn, mình chào bạn Tiêu Nguyễn đã vào trong cái phiên live bên TikTok của My ha. Và My cũng xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang xem trên fanpage các anh chị ha. Rồi, chào đại gia đình nhà mình. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì chúng ta lại đi tiếp tục cái kiến thức trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đến cái phần tiếng kiến thức á, thì đầu tiên là các anh chị nào mình chưa mở camera thì chúng ta cùng nhau mở camera lên để mà chúng ta hiện diện ở trước màn hình camera các anh chị nha. Để mà chúng ta tiếp tục đón nhận những cái giá trị tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị ha. Ngày hôm nay chúng ta lại đi tiếp tục cái kiến thức đó là cái cách quản lý tiền 70 30 mà ngày hôm qua mình đã chia sẻ với anh chị em chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta lại đi tiếp tục theo cái kiến thức này các anh chị nha, để mà cho chúng ta hoàn thiện luôn, để mà chúng ta có thể là ứng dụng nó ở trong cuộc sống của mình các anh chị nhé. Rồi, ok. Thì ngày hôm nay thì mình thấy là có một số anh chị em chúng ta là mới tham gia đúng không ạ? Ngày đầu tiên thì cái hành trình mà 22 ngày kiến tạo cuộc đời thịnh vượng các anh chị, thì ngày hôm nay thì My đã chia sẻ đến cái ngày thứ 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 8 rồi các anh chị ha, ngày thứ 8 rồi, đã hơn một tuần rồi các anh chị. Thì những anh chị em nào mà chúng ta mới vào ngày hôm nay thì cả nhà của mình là xin lại những cái video của ngày những ngày trước của leader của mình để mà chúng ta có thể là học lại các anh chị nha. Rồi, được mà. Thì mình cũng chia sẻ sơ qua một số nội quy như thế này, là trong cái livestream này hoặc là trong cái chương trình này thì mình không có kinh doanh hay là buôn bán bất cứ một cái sản phẩm nào, dịch vụ nào cho các anh chị hết. Đơn thuần đây là một cái buổi chia sẻ những cái giá trị mà mình đã được học từ người thầy của mình và đã ứng dụng thành công trong thời gian vừa qua các anh chị. Và mình cũng đã hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị em trong nhóm học tập của mình có những cái kết quả rất là tuyệt vời đó. Và mình cũng biết ơn người thầy của mình đã tạo ra cái môi trường này, là Tài Phiệt Kevin, đã cho anh chị em chúng ta có một cái môi trường để mà chúng ta có thể là cùng nhau rèn luyện mỗi ngày các anh chị. Các anh chị thấy rằng là những anh chị em nào mà chúng ta vào lúc 4:30 sáng chúng ta cũng có Zoom để mà chúng ta học tập, đúng không ạ? Chúng ta đọc sách, chúng ta nghe phân tích sách và chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, trong cái công việc của mình đó. Và thứ hai là vào lúc 8 giờ cũng có luôn các anh chị, rồi lúc 20 giờ thì các anh chị được học trực tiếp cùng với người thầy của mình, đó là một đa triệu phú đô la các anh chị ha. Đó, thì nếu như mà anh chị em nào mà chúng ta chưa có mặt trong cái chương trình 20 giờ buổi tối á, thì anh chị có thể là liên hệ với đợt của mình ha, xin cái tấm vé tham dự chương trình nha cả nhà. Tại vì là ngày hôm nay á, thì là cái ngày thứ hai mà cái chương trình người thầy của My đã chia sẻ đến cái ngày thứ hai là các anh chị, thì chúng ta mới khởi đầu thôi, bắt đầu trên cái trình để mà chinh phục những cái mục tiêu của mình trong cái tháng tư cũng như là cái năm 2024. Thì anh chị hãy nhanh tay liên hệ với leader của mình nha cả nhà, để mà chúng ta có thể là xin leader của mình một cái tấm vé tham dự chương trình để mà chúng ta học trực tiếp cùng người thầy của My các anh chị ha. Đó, thì anh chị biết rằng là cái năng lượng của 1 đa triệu phú đô la thì nó như thế nào rồi đó các anh chị ha. Rồi, và tiếp theo nữa thì My không tuyên truyền về tôn giáo hay là đạo giáo gì cả. Đây đơn thuần chỉ là một cái buổi chia sẻ mà anh chị có thể là ứng dụng vào trong được cái cuộc sống của mình, trong cái công việc của mình thực tế các anh chị đó các anh chị ha. Và cũng có một cái điều kiện như thế này, khi đây là cái chương trình trao giá trị các anh chị và mình chia sẻ cho anh chị thì mình cũng không có thu bất cứ một khoản phí nào hết đó. Thì cũng có một cái điều kiện như thế này các anh chị. Đầu tiên là anh chị em chúng ta học đơn thuần thôi, là anh chị em ta có thể là hiện diện ở màn hình camera là được rồi các anh chị ha. Và trong cái quá trình học anh chị có thể là ghi chép lại những cái kiến thức để mà giúp cho mình có thể là mình ứng dụng lại, đó là cái quyền lợi của anh chị các anh chị. Chứ bây giờ anh chị hình dung nè, không lẽ ngày mai đi ví dụ vậy, anh chị nghe cái kiến thức này, là ngày hôm qua mình đã nghe mình chia sẻ rồi, nhưng mà giờ anh chị không nhớ gì hết, chẳng lẽ là đi lục lại cái video, bấm lại từ đầu để xem lại từ đầu, thì nó rất là tốn thời gian đúng không? Thay vì như vậy thì anh chị có thể là giờ cái cuốn tập của mình ra, mình ghi luôn đi, đó ngày mai tự nhiên cái là mình học được một cái kiến thức quản lý tiền đi, đó ngày mai các anh chị chi tiêu cái gì đó, các anh chị tự nhiên là nhớ, ngày hôm qua này, mà My đã chia sẻ rồi nè, đó anh chị giờ tập ra, là anh chị có chữ dụng này,
Thì đó là một cái điều tuyệt vời đó các anh chị ha. Và trong cái quá trình học á, khi anh chị mở cam á, là như thế nào các anh chị? Anh chị mở cam á, là thứ nhất là anh chị tôn trọng mi hay là anh chị tôn trọng những người chia sẻ khác, thì đó là một cái điều là anh chị tôn trọng chính bản thân của mình. À, là anh chị tôn trọng người khác, là anh chị tôn trọng chính bản thân của mình thôi. Mình đang tôn trọng bản thân của mình vì là mình rất là nghiêm túc các anh chị đó. Và thứ hai nữa, khi mà anh chị mở cam á, à, thì mới nhìn thấy được các anh chị đó. À, trong quá trình học thì mới biết là cái chỗ nào mà các anh chị chưa hiểu, thì mới sẽ nói lại với nhóm trưởng của anh chị rằng ừ là chỗ đó anh chị đã chưa hiểu, là sẽ hỗ trợ lại cho anh chị sau. Thì đó là quyền lợi của anh chị. À, được không ạ? Và tiếp theo nữa là như thế này các anh chị, khi mà anh chị học, à, anh chị mở cam, à, thì mới thấy là anh chị ngồi học. Chứ còn bây giờ anh chị tắt cam, mới không biết anh chị học hay là anh chị đang nằm trên giường hay là anh chị đang làm cái điều gì đó. Ừ, thì vô tình mới tạo cho anh chị một cái thói quen không có tốt, là không trung thực với chính bản thân của mình. Thì đó là cái thói quen xấu, thì anh chị biết rồi. Thói quen xấu thì nó sẽ dẫn đến là cái cuộc sống của chúng ta cứ ngày chút như vậy, nhiều cái thói quen nó lặp lại như vậy thì nó sẽ không có tốt cho cuộc sống của anh chị. Thì vô tình là mình đang làm hại các anh chị, được không ạ? Đó, đơn giản vậy thôi các anh chị ha. Đó, và anh chị học là anh chị ghi lại thôi các anh chị ha. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em mình ở đây đồng ý với cái nội quy của môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group, anh chị có thể là cờ Minh giúp cho mình là tôi được không ạ? Rồi, mình xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên tất cả các nền tảng livestream khác nha. Rồi, mời anh chị uống nước nha. Rồi, ok, cảm ơn các chị đã tương tác với mình ha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái kiến thức mà ngày hôm qua mình đã chia sẻ nó lỡ dở các anh chị ha. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp theo luôn. Thì ngày hôm qua mình đã chia sẻ cho anh chị em ta bốn cái bước ăn mừng thành công. Đầu tiên là chúng ta bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính. Hai là chúng ta ghi nhận thành công của mình mỗi ngày. Ba là chúng ta tuyên bố, chúng ta cầu nguyện. Và bốn là chúng ta thực hành lòng biết ơn. Thì đó là bốn cái bước cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải làm mỗi ngày các anh chị ha. Và anh chị thấy rằng là ví dụ như là tỷ phú anh Tony Robbins đi, ngay cái thời điểm mà ông ấy chưa có gì, ông ấy chỉ là một người bảo vệ, à, và đến cái thời điểm bây giờ ông ấy là 1 tỷ phú đô la, ông ấy vẫn thực hành đều đặn bốn cái bước thói quen này mỗi ngày, ngay cả khi ông ấy ăn mừng, ngay cả khi mà đi vệ sinh thành công các anh chị, ông ấy vẫn ăn mừng với chính bản thân mình. Anh chị hình dung đi, nếu như bản thân của mình sẽ như thế nào nếu như mà chúng ta không có đi đi vệ sinh được, thì cảm giác như thế nào các anh chị? À, bao nhiêu anh chị em chúng ta gặp cái trường hợp như vậy rồi, à, chúng ta bị táo bón nè, hay là chúng ta bị tức tiểu gì đó, à, chúng ta không có thoải mái, anh chị comment tôi giúp cho mình được nè. À, đúng rồi đó, phải không ạ? À, vậy thì có phải là thành công không các anh chị? Thành công các anh chị ha, thành công rất là lớn, tại vì là sức khỏe của mình hoàn hảo đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận cái điều này. Và trong cái cuộc sống của mình các anh chị, đa phần là chúng ta ít nhớ đến cái điều này lắm các anh chị, chúng ta không có nhớ, và chúng ta không có nhớ đúng không đó, chúng ta không có nhớ. Cho nên là bây giờ chúng ta rèn luyện bốn bước thói quen này, là ghi nhận cái thành công của mình mỗi ngày. Ừ, mỗi ngày chúng ta làm được điều gì nè, chúng ta có được điều gì nè, chúng ta đón nhận được điều gì nè, chúng ta có thể là ghi ra ra cái cuốn tập nhật ký của mình đó các anh chị. Chúng ta ăn mừng với chính bản thân của mình mỗi ngày đó, không cần ai ở ngoài kia phải chúc mừng cho các anh chị đâu, không cần ai ở ngoài kia phải chúc phúc cho các anh chị đâu, quan trọng là bản thân của mình tự chúc mừng, tự chúc phúc cho mình, tự ăn mừng cho chính bản thân của mình các anh chị ha. Đó là bốn bước chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày đó. Đầu tiên các anh chị ha, đó, à, cứ sáng sớm ra các anh chị, à, lấy cái quỹ tự do tài chính ra, anh chị bỏ tiền vào. Thứ hai là anh chị thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, cả nhà mình ghi ra 10 điều lòng biết ơn các anh chị. Chúng ta ghi nhận là ở cái điều gì chúng ta nhận trong cuộc sống nè, à, đó là chúng ta tập trung vào điều tích cực các anh chị. Thì khi mà tập trung vào cái gì thì cái đó nó sẽ mở rộng. Tập trung vào biết ơn thì tiềm thức và vũ trụ sẽ học thưởng cho anh chị ta có rất là nhiều thành công, có rất là nhiều điều tuyệt vời để mà chúng ta biết ơn các anh chị. Tập trung cái gì thì cái đó mở rộng, đó là một quy luật của vũ trụ. Cái gì vận động thì cái đó to ra các anh chị. Ví dụ như là anh chị em chúng ta tập thể dục đi, à, tập 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 cơ tay đi, thì cơ tay của anh chị phát triển, tập cơ chân của anh chị phát triển, thì đó là nó quy luật của các anh chị ha. Rồi, à, anh chị phải làm được cái điều này nha, nó rất quan trọng. Dù cho mà sau này anh chị có giàu cỡ nào đi chăng nữa, à, nhưng mà anh chị cũng phải nhớ nhớ làm cái điều này hàng ngày. Và hàng ngày chúng ta đều chánh niệm, à, trong cái việc ăn mừng thành công, à, và khi mà anh chị gặp gỡ người khác, anh chị cần hưởng cái thành công đó của người khác, anh chị là thành công của người khác, nghĩa rằng là anh chị chúc mừng cho họ, à, ví dụ như là ai đó người ta xây được một cái nhà rất là đẹp đi, ừ, mình chúc mừng cho họ, ôi chị rất là tuyệt vời, chị sao mà chị giỏi quá vậy, chị xây được cái nhà to quá, em rất là ngưỡng mộ chị, em chúc mừng chị, chúc mừng chị nha, rồi chị mà chị xây được cái nhà như vậy ha, chị rất là nỗ lực, chị rất là phấn đấu, chị mới làm được cái điều này, em cũng thích cái điều này nữa, em cũng thích cái nhà to như vậy nữa, cộng hưởng người ta các anh chị đúng không?
không có ganh tị, không có sân si, không có đố kỵ. Thay khi mà thấy người khác thành công, các anh chị nha, anh chị đang làm như vậy là vô tình anh chị đang làm hại chính anh chị á. À, và những người mà chưa giàu, các anh chị, họ thường có tư duy như này nè: u tôi là tôi làm mấy việc này tôi làm không có quen, ngày xưa là tôi ngày xưa là tôi cũng hay cầu nguyện lắm, nhưng mà tôi cầu nguyện nó toàn ngược lại không à, cho nên là tôi thấy nó không có phù, tôi không có phù hợp với việc cầu nguyện này. Đó là những cái người, những cái câu của những người mà chưa giàu hay nói, anh chị, họ thường hay nói vậy đó. Ừ, rồi bắt đầu xong nữa, ừ, mình là mình không có quan với cái việc là tuyên bố, à, tại vì mình tuyên bố hoài mình cũng không có được. Đúng không? À, cái này thì mới nói với anh chị nha, những cái người đó là không bao giờ mà thay đổi được cuộc sống đâu anh chị. Ừ, không có bao giờ thay đổi được. À, và rồi cái nhiều anh chị em mà trong quá trình học, cái ngồi học xong cái ngáp, ngáp xong cái đi mất tiêu luôn đó. Cho nên á, anh chị thấy rằng là cái bên trong của họ toàn là cái sự tiêu cực, đã tiêu cực rồi mà còn bảo thủ nữa anh chị, mà bảo thủ mà còn lười nữa thì thôi làm sao mà thay đổi được anh chị ha. Đó thì những người đó họ xứng đáng bị những cái trường hợp là không hạnh phúc, công việc không thuận lợi, đó là họ xứng đáng anh chị, xứng đáng. Và khi nào mà họ khổ đủ rồi, họ khổ quá rồi, lúc đó họ mới thấy được ừ cần phải thay đổi, thì lúc đó họ mới thay đổi được anh chị. À, còn nếu như mà họ không thay đổi được thì chắc chắn là auto họ phải chấp nhận cái cuộc sống như vậy cả đời luôn. À, mà lúc đó không thay đổi được thì thôi chứ sao giờ. Cho nên á, những đời các anh chị, những đời của môi trường doanh nhân tốt đó, à, ví dụ như là bản thân những anh chị em nào mà chúng ta đang là những đời đi, à, chúng ta cũng không cần tập trung vào những người vi phạm. Đừng có nhìn thấy là 3 giờ sáng người ta nhắn tin cho mình là tưởng người ta không khác anh chị. Trong quá trình đi hỗ trợ mình gặp rất là nhiều anh chị em như vậy rồi. Chắc là do bữa đó không ngủ được cái gì các anh chị. À, chứ không phải là thâu khác. À, học còn không làm theo, không ứng dụng theo nữa, không phát triển theo, vô ngồi học ngáp ngáp xong có đi mất tiêu, thì những người đó mình cũng không cần tốn thời gian với họ hay các anh chị đó, anh chị ha. Đó rồi, trong cái quá trình mà anh chị chia sẻ kiến thức, anh chị cũng vậy, anh chị chia sẻ cho những người nào họ thật sự cần, anh chị ha. Đó, à, thấy cái thấy họ ăn mừng thành công cái mình thấy người ta làm cái gì, điều gì quá gì quá, mấy mấy thằng này đang làm trò gì vậy trời, thì đó là những cái người, đó là những cái người tiêu cực các anh chị. Và những người tiêu cực thì anh chị không cần phải tốn thời gian nhiều với họ, vì mà anh chị càng tốn thời gian nhiều với họ thì anh chị càng làm cho người ta khó chịu, anh chị càng làm cho người ta khó chịu thì anh chị đang gieo một cái hạt giống không tốt vào chính trong cái mảnh vườn tiềm thức của mình các anh chị. Vì sao anh chị châm nước cho những người tiêu cực vậy á anh chị ha? Bởi vì bên trong của anh chị, à, anh chị đang mong muốn cái điều đó thì nó vẫn còn một cái điều gì đó bên trong anh chị, khiến cho anh chị cứ mong muốn là phải hỗ trợ cho những người mà không được tích cực như vậy. Cho nên sao ạ? Đừng có dành thời gian quá nhiều cho những người không tích cực anh chị ha. À, thì những người đó họ không làm bốn bước này thì thôi, bởi vì họ không có niềm tin, đơn giản là vậy thôi các anh chị ha. À, vậy thì theo anh chị, họ không có niềm tin vào việc thay đổi để mà thành công thì họ có thay đổi được hay không, họ có thành công được hay không? Và câu trả lời mới trả lời luôn cho các anh chị, chắc chắn là không anh chị ha. Còn anh chị để ý nha, những người mà họ nghiêm túc, họ làm theo cái bộ công thức này á, à, những cái bước mà mình chia sẻ cho các anh chị, hoặc là những cái bộ công thức mà người thầy mình chia sẻ cho anh chị trong chương trình 20 giờ mỗi tối đi, à, thì họ đều thành công, họ đều may mắn, à, họ có cái kết quả rất là tốt trong cái công việc của họ, trong cái cuộc sống của họ đó, trong cái công việc kinh doanh của họ rất là may mắn. À, cho nên mà khi mà chúng ta học bộ công thức mới, chúng ta học tư duy mới, chúng ta học kiến thức mới, chúng ta có tầm nhìn mới, kèm theo cái việc là chúng ta phải hành động nữa các anh chị. Hành động thì mới có kết quả, còn không hành động thì không có kết quả gì hết các anh chị ha. Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nắm được cái chỗ này, à, nắm được cái chỗ này các anh chị ha. Rồi, chúng ta phải nắm được cái chỗ này thì chúng ta mới có thể là thay đổi được cuộc sống của mình các anh chị nhé. Rồi, được mà, bao nhiêu anh chị em chúng ta thấy là, à, cái quan điểm của mình đúng, anh chị comment tôi giúp mình được không? Rồi, đó, chúng ta phải thực hành bốn bước đó luôn, đúng rồi. À, thì trong cái quỹ tự do tài chính này, ví dụ như là anh chị thu nhập được một tháng 10 triệu đi, anh chị trích ra 10% để mà bỏ vô cái quỹ này đó, để bỏ vô cái quỹ này. À, vậy thì chúng ta mới thay đổi được cái, không, đúng rồi, chúng ta học chúng ta phải làm theo, chúng ta phải hành động anh chị đó, 10% để bỏ vô cái quỹ này. À, và mình không có biết là một ngày anh chị bỏ bao nhiêu, nhưng mà một tháng cộng lại, à, cái tổng cộng lại cái tổng của anh chị á là một tháng phải đủ 10%, à, để mà anh chị bỏ vào trong cái quỹ đó, đúng không?
làm bỏ bao nhiêu cũng được. Thói quen mà các anh chị, đầu tiên là chúng ta xây dựng cái thói quen của mình. Một ngày anh chị bỏ 5.000, 10.000, anh chị bỏ một lần, 2 lần, 5 lần, 10 lần cũng đều được các anh chị. Nhưng mà làm sao là cuối tháng được 10% là ok ha. Rồi 10% tiếp theo nữa, anh chị em chúng ta mình sẽ chia sẻ luôn cái quy luật 70-30. Là 70 là chúng ta dùng cho cái việc chi tiêu rồi, còn 30% này là, một là quỹ tự do tài chính, hai 10% tiếp theo là chúng ta dành cho các việc quỹ bờ lây. Quỹ bờ lây là các quỹ ăn chơi các anh chị, và một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để mà chúng ta nâng tầm cái phong cách sống của mình lên thì anh chị phải có một cái phong cách sống gọi là thượng lưu, một cái lối sống của người giàu. À bây giờ ví dụ nè, thay vì hàng ngày anh chị đi uống trà đá, anh chị uống nước mía, anh chị đi nhậu, thì những cái khoản đó anh chị đừng có đi nè, mà anh chị hãy để dành cho 10, để dành cho các khoản đó vào 10% là 1 triệu một tháng ấy, đúng không? Chúng ta đi đến những cái nơi 5 sao các anh chị, à, chúng ta đi đến những cái nơi mà người giàu họ thường hay lui tới, chúng ta tự thưởng cho mình những cái vé xem phim nè đó, thay vì là hàng ngày chúng ta sử dụng những cái vé bình thường đi, cái vé quốc đi, thì bây giờ chúng ta sử dụng những cái vé xịn hơn, những cái vé chất lượng hơn để mình nâng cao cái giá trị trải nghiệm của mình lên, mình có một cái phong cách sống tốt hơn, một cái phong cách sống của một thượng lưu đó các anh chị ha. Đó để mà chúng ta có thể là phát triển được cái sự tự tin của mình đó, phát triển cái sự tự tin của mình các chị. Cho nên là cái quỹ vừa lai nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng luôn đó. Đó là cái quỹ thứ hai ha, cực kỳ quan trọng, nâng tầm phong cách sống của mình lên các chị đó. Thay vì hàng ngày đi uống trà đá, đi uống đi nhậu thì nó những cái việc đó nó đâu có tốt đâu đó. Cho nên là anh chị thấy là những người mà người ta ví dụ bản thân của mình đi, một năm vừa qua trong năm 2023 thì mình cũng có được vào chuyến du lịch không chị, thì từ cái khoản này nè, 10% quỹ vừa lai này nè đó, mình cũng có một cái chuyến là đi ra Singapore và 3 chuyến đi ở trong nước, và còn năm nay ấy, thì mình cũng cũng có đi một chuyến là bước qua năm 2024 mình cũng có đi một chuyến là các anh chị đi trong nước thôi đó, đi Đà Lạt các anh chị đó. Thì mình dùng cái quỹ đó để mà mình nâng tầm cái phong cách sống mình lên, để mình có cái sự tự tin ha các anh chị ha. Đó là quỹ bờ lai đó, bởi vì là bên trong của con người chúng ta có 2 con người, một là con người trách nhiệm và một là con người hưởng thụ. Nếu như mà anh chị kìm hãm cái con người hưởng thụ của mình lâu quá thì giống như là tức nước sẽ bị vỡ bờ các anh chị. Anh chị không thể nào anh chị gò bó, anh chị ép mình như vậy luôn. Vậy thì thà là mình chơi có kiểm soát anh chị, đó là mình trích ra 10% để mà mình có thể là hưởng thụ cái cuộc sống của mình. Thì đó, cho nên là môi trường doanh nhân lúc đó, đi du lịch toàn là đi những cái nơi rất là chắc các anh chị, những cái nơi 5 sao thôi. Thông qua cái việc là trích ra 10% quỹ bờ lai này, có cái quỹ ăn chơi của mình đó, để mình đi thôi các anh chị, trích ra 10% trong cái doanh thu và lợi nhuận của mình đó mỗi tháng, mỗi năm đó. Một tháng mà ví dụ như anh chị thu nhập là 10 triệu thì anh chị có thể làm 1 triệu đi, anh chị dùng bây giờ mới ví dụ nha. Có nhiều anh chị em chúng ta một tháng là anh chị có thể là đi nhậu hết 2, 3, 4, 5 triệu luôn chứ, đúng không? Chưa nói là đi uống trà sữa, chưa nói là đi ăn mì cay, chưa nói là đi ăn vặt, chưa nói là đi uống cà phê đó. Đơn giản là những cái gì có thể là vài triệu, thì thay vì là 10% đó, 10 triệu anh chị chỉ trích ra 10 triệu, một tháng anh chị chỉ cần đi đến những cái nơi 5 sao một lần cũng được, và anh chị vào đó anh chị có những cái trải nghiệm của những người giàu, cái phục vụ của những nơi người giàu, để mà anh chị biết được những cái nơi người giàu thường hay lui tới. Thật ra thì 5 sao nó không mắc anh chị, nó không có mắc, mình thấy nó rất là rẻ, rất là rẻ anh chị ha. Nhưng mà mình đi tới nơi đó là tự nhiên mình gia tăng được cái sự tự tin của mình lên. Là người giàu đi tới đây được, tôi cũng đi tới đây được đó. Và chúng ta phải cho bản thân của mình đi lui tới những cái nơi mà người giàu. Bây giờ anh chị em chúng ta mong muốn cuộc sống như thế nào, giàu có đúng không? Thì mình hãy lui tới những cái nơi mà có những người giàu, người ta thường xuyên lui tới anh chị. Thế bây giờ anh chị ra ngoài vỉa hè, anh chị nhậu, rồi sau đó là những cái người xung quanh đi, trời ơi ăn nhậu từ lưng tà la tới lửa hết, xong cái là này kia kia này, xong cái là những chuyện không có may đụng vô mình đó, đúng không các chị? Ở đâu có tốt rồi, đúng không? Đó thì chúng ta hãy cho mình những cái trải nghiệm đó ha. Đó cho nên là anh chị thấy không, khi mà chúng ta bị kìm hãm lâu ngày quá, ví dụ như là anh chị thấy là có những người nha, có những người mà trước khi mà người ta lấy vợ á, người ta lấy vợ cái gì, trước khi mà người ta lấy vợ người ta không có những cái trải nghiệm đó, cho nên là sau khi mà người ta lấy vợ một thời gian hay là gì đó, hoặc là sau một thời gian cái người ta kiểu như là người ta không có, người ta ăn chơi đó, người ta ăn chơi cái gì thì là do cái sự kìm hãm bên trong cái con người của mình, con người hưởng thụ á, nó lâu quá nó bị tích nước, nó sẽ vỡ bờ
Đó là mình kiểu như là mình bị gò bó cái điều đó các anh chị ha. Đó cho nên á thì anh chị thấy là môi trường dân dân tức là đi du lịch thì hay đi những cái năm sau thì đó là phải bắt buộc phải có anh chị. Nó là một cái thứ quan trọng để mình cho chúng ta phát triển cái phong cách sống và nâng tầm cái giá trị cuộc sống của chúng ta lên. Vì cho các anh chị nâng tầm cái giá trị cuộc sống của mình lên thì mình mới giàu được các anh chị ha. Còn mình không có cái nâng tầm cái giá trị cuộc sống của mình lên á thì mình không có thành công được đâu các anh chị. Đó đó là một điều hết sức quan trọng ha. Đó cho nên là khi mà anh chị có được những cái trải nghiệm phong cách sống của những người thành công á, rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi tiếp theo nữa là 10% còn lại là chúng ta dùng cho cái quỹ này là quỹ phát triển bản thân các anh chị. Cái quỹ phát triển bản thân là một cái quỹ cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng các anh chị. Thì ví dụ như là trong cuộc sống của anh chị đi, trong cuộc sống của anh chị đi, ví dụ như là anh chị có thể là bây giờ anh chị muốn thay đổi cuộc sống, anh chị muốn thành công, anh chị muốn thành vượt, thì cái điều đầu tiên là gì? Anh chị chưa biết cái gì thì là anh chị phải học, và anh chị phải phát triển bản thân lên để anh chị học. Thì học á, thì khi mà anh chị học thì anh chị sẽ có ba cái cách học anh chị, ba cái cách học nha, ba cái cách học. Thì ví dụ như đầu tiên là anh chị học thông qua những cái tác phẩm. Tác phẩm là gì các anh chị? Ví dụ như là sách nè, khóa học nè, video nè. Theo anh chị những cái đó nó có tốn tiền không? Tốn chứ, đúng không? Sách thì chúng ta phải dùng tiền chúng ta mua. Có chứ. Đó thì chúng ta trích ra cái 10% này để mà chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển. Đó, chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển ha. Đó. Cho nên là nó tốn chứ anh chị. Nó tốn chứ, đầu tư cho cái việc phát triển của mình. Rồi, đúng không? Chúng ta có thể là mua những cuốn sách. Thì sách á, thì My đã chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi. Đó, ba cuốn sách cực kỳ quan trọng anh chị cần phải đọc. Đó là, thứ nhất là Bí mật tư duy triệu phú. Thứ hai là Sức mạnh tiềm thức. Thứ ba là Người giàu có nhất thành Babylon. Đó, cái cuốn mà Người giàu có nhất thành Babylon anh chị là cái cuốn sách mà chúng ta cần phải đọc. Vì trong đó nó có chỉ cho anh chị em chúng ta cái cách quản lý tiền. Nhưng mà nếu như mà trong đó thì nó chỉ cho anh chị em chúng ta là cái cách quản lý tiền, nhưng mà quản lý tiền trong đó là theo là 6 cái lọ, còn bây giờ là My chỉ cho các chị 3 cái lọ thôi, là 70-30 thì nó dễ ứng dụng hơn ha. Đó nó dễ ứng dụng hơn các chị đó. Thì anh chị phân bổ làm sao cho nó đều đặn đó, làm sao trích ra 30% đó để mình cho cái việc phát triển của mình ha. Đó ví dụ như là anh chị có thể là một tháng là anh chị có thể là có thu nhập là 200 triệu, thì cái tiền là ví dụ như là tiền là phân đi 60-70 triệu cho cái mảnh vườn của anh chị đó. Thì cái não của anh chị chính là cái mảnh vườn của anh chị, anh chị phải bỏ vào dinh dưỡng cho cái não của anh chị chứ. Ví dụ như là anh chị thu nhập được 100 triệu, anh chị trích ra 20-30% để trả lại cho cái mảnh vườn của mình, nó cũng ok đúng không? Nhưng mà ở đây mình chia sẻ cho anh chị chỉ có 10% thôi là cũng ok rồi, tuyệt vời rồi đó. Thì cái việc phát triển bản thân đó là có một cái quỹ, đó là cái quỹ phát triển bản thân đó các anh chị ha, là 10% là đủ 50% rồi nha. Đó là cách cách đầu tiên chúng ta học là học qua sách, khóa học. Cách thứ hai đó là nghe lời, nghe lời thông thái và lời hứa ngọc. Sao anh chị? Có nghĩa là anh chị phải quan sát và anh chị phải nghe những cái lời thông thái từ những người giàu, và anh chị cũng phải nghe luôn những cái lời hứa ngọc của những người không giàu. Để gì? Để khi mà anh chị chọn và anh chị nhìn vào kết quả và anh chị chọn làm theo người có kết quả như anh chị mong muốn, hay là anh chị làm theo người có kết quả như anh chị không mong muốn đó. Bởi vì là mình muốn hỗ trợ cho anh chị em chúng ta trở thành một lãnh đạo thực sự có khả năng để mà bảo vệ chính bản thân của mình, để mà mình có khả năng để mình thay đổi cuộc sống của mình các anh chị ha. Đó, làm giàu cho chính mình và chúng ta có khả năng chia sẻ lại cho đời con đời cháu của chúng ta. Thì anh chị cần phải có những cái góc nhìn các anh chị, anh chị cần phải có những cái hệ tư tưởng đúng đắn các anh chị ha. Mình có thể là nhìn vào kết quả không thành công của người khác, mình cũng có thể học được một bài học các anh chị. Là sau này là ví dụ như là mình ở trong cái hoàn cảnh đó đi, là mình không làm những cái việc như vậy để mà nó giúp cho mình không thành công, thì mình cũng học đó là những cái việc làm lớn của những người không thành công các anh chị ha. Bởi vì là trong môi trường doanh nhân kiến trúc trước á, không, trong Việt Nam chúng ta các anh chị, nếu như mà bị thao túng, nếu như bị thao túng là tốt anh chị, nhưng mà nó khó tốt, tại vì là đa phần không tốt nhiều hơn. Bởi vì là khi mà anh chị học phát triển bản thân á, mà anh chị bị thao túng đó là anh chị phải bị ngờ nghịch ngay các anh chị. Phát triển bản thân để làm giàu
nó khác với lại ngày xưa lắm anh chị. Cho nên là cái tư duy của mình, cái trí tuệ của mình nó rất là quan trọng. Từ khi mà thì khi mà My chia sẻ cho anh chị em chúng ta thì đó, My không có muốn là bắt ép là anh chị phải làm theo My, nhưng mà đương nhiên á, tư duy ví dụ như là cái tư duy mà anh chị học theo người thành công đó, để anh chị thành công luôn, anh chị làm theo để anh chị thành công luôn, đó là cái tư duy đó My vẫn chia sẻ với anh chị. Còn anh chị làm theo hay không đó là cái việc của anh chị ha, đó cái việc của anh chị đó. Cho nên là ví dụ như là anh chị có thể là anh chị gặp những cái người mà chưa giàu, hoặc là anh chị có thể là biết được là mình né ra những cái thói quen những người chưa giàu mà anh chị gặp là là anh chị biết là đó là thói quen không tốt thì mình cần né ra, hoặc là những cái trải nghiệm của những người chưa giàu là mình biết là không ok mình né ra đó. Để anh chị, để khi mà anh chị em chúng ta hiểu rõ về nhân quả thì có những cái người mà chưa giàu, anh chị chỉ có người mà tiêu cực đó. Mặc dù là khi mà họ 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 và họ, họ mặc dù là bản thân của họ tiêu cực, bản thân của họ không thành công, nhưng mà anh chị biết sao không? Mình nói tới cái là họ giận dỗi mà ao liền đó là mình cũng biết luôn, đó là những người không có ok với anh chị, mình thì cũng không có nên mà theo ép họ làm gì các anh chị ha. Đó rồi, mình chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên các nền tảng stream khác nha. Đó cho nên là mình cũng biết được cái là cái kết quả của họ như thế nào đó. Ok thì chúng ta nhìn vào đó là chúng ta thấy là nó ngắn đâu là chúng ta né được, và chúng ta chọn học theo người thành công. Vậy thì theo bây giờ anh chị nè, theo theo anh chị bây giờ nè, anh chị muốn học theo người thành công để thành công luôn, hay là anh chị muốn trải nghiệm của những người không thành công rồi chúng ta mới thành công? Chúng ta lắng nghe những lời thông thái và lời ngớ ngẩn nhưng mà chúng ta không có trải nghiệm của những lời ngớ ngẩn, cách tốt nhất và nhanh nhất để anh chị thành công là nhìn vào người thành công. Anh chị làm theo, anh chị nhìn vào người thành công và anh chị học theo, hay là anh chị nhìn vào người không thành công mà anh chị làm theo, hay là anh chị nhìn vào cái người không thành công và chúng ta làm ngược lại? Đó là cách nhanh nhất để mà chúng ta có cách nhìn, chúng ta có nhiều trải nghiệm, chúng ta có nhiều bài học anh chị ha. Và khi mà chúng ta thấy một người không thành công á, thì chúng ta học cái bài học từ những cái trải nghiệm của họ cũng tốt mà, một điều rất là tuyệt vời. Đừng có ra quyết định là bây giờ nè, những anh chị em nào mà chúng ta đang học ở đây với mình, hoặc là anh chị em chúng ta có thể là nhìn thấy cái live stream của mình, là đừng có ra quyết định là cuộc sống này là những điều trải nghiệm anh chị ha. Đó đừng có ra quyết định là tôi phải trải nghiệm ở đây là trải nghiệm cái gì, trải nghiệm những điều tuyệt vời, những điều thành công nha các anh chị đó. Cho nên là tại sao cái lời những cái lời nói của chúng ta nó quan trọng đến vậy, một lời nói là một lời ra quyết định anh chị. Đừng có trải nghiệm những cái điều không thành công, đừng có thất bại rồi mới thành công anh chị. Có nhiều anh chị em nói là là thất bại rồi thành công, không, mình hãy thành công luôn anh chị, học theo người thành công và thành công luôn, đừng có trải nghiệm thất bại chi, tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức, thậm chí là máu và nước mắt của con chị ha. Đó đừng ra quyết định là tôi trải nghiệm giống giống người không thành công để mình có bài học nha, không, tôi học luôn từ những kinh nghiệm lẫn thành công hoặc là kinh nghiệm không thành công từ những người xung quanh tôi, thì lúc đó bạn sẽ có kết quả rất là tốt anh chị ha. Rồi cái thứ ba là cái thứ quan trọng là các anh chị quan sát người chiến thắng và kẻ thất bại. Anh chị hãy quan sát những người thành công và hãy quan sát luôn những người thất bại, được không các anh chị? Đó được không ? Đúng không, chúng ta phải quan sát. Đúng rồi, vậy thì để mà có được hai cái điều này thì mới muốn bật mí cho các anh chị là gì? Xây dựng mối quan hệ với người giàu, đó là bí kíp giúp cho anh chị thành công. Đừng bao giờ tiếc tiền để đi xây dựng mối quan hệ các chị, bởi vì là ra bí kíp thành công của My đó là My đã đầu tư rất là nhiều tiền vào trong những mối quan hệ giống như là mối quan hệ với người thân của mình, và chính vì vậy My có những cái mối quan hệ chất lượng đó. Nhờ có những cái mối quan hệ đó giúp cho mình có những cái cơ hội để mà mình có thể kinh doanh, để mình có thể đầu tư đó, để giúp cho mình có những cơ hội mình học tập, mình phát triển rất là nhiều và mình đi rất là nhanh anh chị ha. Khi mà anh chị có những cái mối quan hệ thân thiết với người giàu á, anh chị có thể là xây dựng cái nguồn thu nhập thứ nhất, cái nguồn thu nhập thứ hai, cái nguồn thu nhập thứ ba đó. Mà để mà giúp cho anh chị có được cái nguồn thu nhập thứ hai thì cái điều thứ ba nữa là anh chị phải kiên trì làm đúng theo những gì người giàu chia sẻ. 1 năm, 2 năm, 3 năm chắc chắn anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh chị luôn. Và ngay cả con cái của anh chị, gia đình của anh chị, gia tộc của anh chị, cả dòng họ của anh chị cũng phát triển và thay đổi được mọi người. Nhớ có những mối quan hệ chất lượng để là mình học tập anh chị ha,
Để mà học tập từ những người thành công thì anh chị hãy quan sát những người thành công ở gần mình á, mình có ai là những người thành công không? À, mình ở gần người thành công. Và làm sao mà mình ở được gần người thành công đây? Chỉ có một cách thôi, xây dựng mối quan hệ chất lượng với họ, xây dựng mối quan hệ với họ. Chứ ở đâu ra mà họ cho các chị ở gần họ? Và xây dựng là xây dựng bằng cách nào đây? Một, đầu tư tiền. Hai, làm thuê cho họ. Chỉ có hai cách đó thôi. Bây giờ anh chị nói là bây giờ anh chị nói là vậy thì không anh ơi, anh cho em xây dựng mối quan hệ với người giàu, cho em xây dựng hiển quý được không? Người giàu là anh giàu quá là hay là chị giàu quá là bao cho em nữa đi, giúp cho em làm giàu đi. Không có gì, không có đâu. Đối với những người giàu họ luôn quan tâm và họ luôn cho cơ hội với những người biết điều có chuyện và những người hiểu chuyện. À, họ không bao giờ dám chi tiền mà đầu tư cho những mối quan hệ. À, tại sao là tại sao lại mi lại nói với anh chị là đầu tư những mối quan hệ chất lượng đó? Tại sao anh chị biết mà? Ví dụ như thế này nè, đi đường đi, anh chị đi uống cà phê, ví dụ như là anh chị đi uống cà phê đi, anh chị đi uống cà phê, thì có phải rằng là người giàu phải bao người nghèo không? Có phải là người giàu phải bao người nghèo ăn ăn sáng không? Hay là cái người giàu phải là cho tiền đi? Cảm ơn bạn Sai Lâm đã thích tương lai của mình nha. Là người giàu phải cho người nghèo mượn tiền không? Đó, không có gì. Ai cũng có cái giá trị của mình hết. Mặc dù là mình chưa giàu tiền bạc, mình chưa giàu tài sản đi, nhưng mà mình cũng phải giàu ý chí, giàu nghị lực, giàu cái sự tự tôn của mình. Chứ không phải là mình đánh thấp cái giá trị của bản thân mình. Và khi mà người giàu nhìn vào như vậy thì của họ cũng không có thì dám mà cho anh chị cơ hội. Đó. Vậy thì tại sao anh chị không dám đầu tư cho những người giàu? Đúng không các anh chị? Mình phải đầu tư. Vậy thì mình phải có cái sự đánh đổi. Nếu như anh chị em chúng ta muốn có mối quan hệ với những người giàu để mà giúp cho mình có thể thay đổi phát triển, đúng không? À, vì mối quan hệ là tiền tệ anh chị. Từ xưa đến nay cái câu đó luôn đúng. 70% cho sự thành công của anh chị nằm ở những mối quan hệ anh chị đang có. Vậy thì anh chị hãy tập trung xây dựng những mối quan hệ chất lượng cho riêng mình anh chị ha. Rồi, đó là cái phương pháp quản lý dòng tiền của các tỷ phú đô la. Anh chị thấy dễ không ạ? Rất là dễ. Nhưng mà để mà có nhiều người ứng dụng được không ạ? Chưa có anh chị. Chưa có. Đó, có nhiều người nói rằng là ơi, bây giờ là tôi làm tháng có 5 triệu tiền đâu mà bảo vệ tự do tài chính, tiền đâu mà quỹ bừa lây, tiền đâu mà quỹ phát triển bản thân. Nhưng mà anh chị hình dung nha, một tháng anh chị ăn nhậu hết nhiêu tiền, thậm chí là những có những anh nam là nhậu một vòng nhậu là 2-3 triệu là bình thường, rẻ rẻ cũng vài trăm ngàn đúng không? Vậy thì 2 chồng nhậu như vậy là cũng đủ 1 triệu rồi cho cái quỹ tự do tài chính của anh chị. Và anh chị hình dung một tháng 1 triệu nó không tới đâu hết, nhưng 10 tháng thì sao? À, 10 tháng thì có phải là được 12 triệu không? Là một con số cũng rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà từ trước giờ mình không làm. Vậy thì ngay bây giờ từ từ đây trở về sau anh chị hãy làm 4 điều này trước cho mình ha. Rồi rồi, tiếp theo nữa là 70% cái sự thành công của anh chị nằm những cái mối quan hệ anh chị đang có, và nhìn lại những cái mối quan hệ xung quanh của mình là ai, là những người như thế nào đó anh chị ha. Rồi cái đó mình có thể là ra quyết định là mình tìm kiếm những cái mối quan hệ thành công. Và mới nói với anh chị những cái mối quan hệ mà giúp cho anh chị phát triển thì chỉ có trong những cái môi trường tích cực thôi các chị. Thật sự là như vậy. Và để mà anh chị thay đổi cuộc sống của mình thì anh chị phải chấp nhận thay đổi những cái gì anh chị hiện tại đang có, và điều này rất là ít người làm được. Cho nên là tại sao 95% là những người không giàu, giống như bản thân của mình này, những cái mối quan hệ cũ từ trước giờ bị bỏ hết không, không còn ai hết trừ những người thân của mình, gia đình của mình, đó là cái điều bắt buộc. Còn bạn bè, những cái mối quan hệ bạn bè chỉ là xã giao thôi, có hay không có nó cũng không quan trọng anh chị. Quan trọng ở đây là mình biết là nó có giúp cho mình thành công hay không, và câu trả lời nếu như là không thì không cần thiết anh chị ha. Quan trọng là cái điều mình mong muốn là gì anh chị ha. Đó, mình hãy tập trung xây dựng những mối quan hệ chất lượng cho riêng mình đi anh chị ha. Đó, anh chị thấy dễ không ạ? Quá là dễ. Đó là cái phương pháp quản lý tiền của những tỷ phú đô la trên thế giới. Ngay cả thầy Tony Robbins hiện tại bây giờ ông ấy là 1 tỷ đô la, ông ấy vẫn đang sử dụng cái phương pháp này ha. Rồi còn bây giờ anh chị muốn cho đi thì có rất là nhiều cách cho đi các anh chị, có rất là nhiều cách cho đi.
Ví dụ như là khi mà anh chị có nhiều tiền, chưa có nhiều tiền thì anh chị có thể là cho đi nụ cười, anh chị có thể là cho đi tình yêu thương đó, anh chị có thể là chia sẻ những tư duy, những kiến thức, những cái giá trị của anh chị. Đó là cái hình thức cho đi. Khi mà anh chị khởi tâm tốt, anh chị hỗ trợ và giúp đỡ cho người khác phát triển, anh chị chia sẻ kiến thức của môi trường doanh nhân kiến thức group, anh chị hỗ trợ cho mọi người vào học để người mà những người đó có kết quả tốt hơn, đúng không các anh chị? Thì đó là cho đi. Ai cần thì anh chị chia sẻ thì đó là duyên các anh chị. Phóng sanh rồi giúp đỡ người khác, thì nó có yếu tố đó là gì? Duyên. Có nghĩa là khi mà anh chị muốn giúp đỡ người khác là trên cái hành trình anh chị, trên cái con đường đi của anh chị á, ai có nhu cầu, ai có cần thì anh chị giúp đỡ cho họ, đúng không anh chị? Giúp đỡ cho người khác thì đó là lòng từ bi các anh chị, đó là duyên khi anh chị giúp đỡ cho người khác anh chị ha. Đó chứ không phải là cho, không phải là phải đi tìm đâu các anh chị. Miễn sao các anh chị chia sẻ, các anh chị cho đi, các anh chị thấy hạnh phúc, các anh chị vui là ok rồi. Còn anh chị cảm thấy mà anh chị cho đi mà anh chị áp lực quá, anh chị thấy khó khăn quá, anh chị cảm thấy là mình túng kiếm quá thì nó là không đúng anh chị. Khởi tâm cho đi bên trong của mình để mình có được sự hạnh phúc, để mình có được sự như vậy, để mình có được cái sự thoải mái. Về cái phần này thì mình sẽ chia sẻ anh chị rõ hơn trong những cái sau đây để mà chúng ta cần nắm bắt ra anh chị ha. Đó để chúng ta cần nắm bắt cái sự cho đi này, đúng không anh chị? Đúng không? Và đầu tiên là chúng ta phải quản lý tài chính của mình cho thật tốt anh chị ha, được không ạ? Ok chưa các anh chị? Đó thì đó là những cái kiến thức mà quản lý tiền 70-30 mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh chúng ta để mà mình ứng dụng cho thật tốt, thật tốt để mình phát triển tốt cho cái cuộc sống của mình, giúp cho mình có một cuộc sống về tài chính tốt hơn, được không anh chị? Đó ha, thì đó là cái kiến thức quản lý tiền 70-30 của môi trường doanh nhân kiến thức trước, và cũng của chính bản thân của mình ứng dụng trong ngày hôm nay ha. Mình muốn chia sẻ với anh chị chúng ta nha. Rồi thì tiếp theo, ngày hôm qua mình cũng đã nói với anh chị rồi, là tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho anh chị chúng ta cái cách để mà giao tiếp cái tiềm thức của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ luôn, được tới đâu thì hay tới đó ha. Và còn tiếp theo thì mình sẽ ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp ha. Đó thì chúng ta kết thúc các kiến thức mà quản lý tiền 70-30 ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục các kiến thức tiếp theo, đó là gì ạ? Đó là giao tiếp cái tiềm thức của mình để mà chúng ta hiểu rõ về cái con người bên trong của mình ha. Đó rồi chúng ta sẽ nói về sức mạnh tiềm thức. Và trước khi mà chúng ta nói về sức mạnh tiềm thức, cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận được là cơ thể của chúng ta này, cơ thể của chúng ta được cấu tạo như thế nào. Thì cơ bản á, là cơ thể của mình nè, ngoài mắt, mũi, miệng, đó là những cái bộ phận bên ngoài của cơ thể và tạo nên cái cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Để tạo cho chúng ta trở thành một con người, đó là những cái bộ phận bên ngoài cơ thể. Nhưng mà cái cấu tạo chính của chúng ta để trở thành một người có trí tuệ, một người có sự thông minh là cơ thể của chúng ta thì gồm cái gì ạ? Ba phần, hai phần, gồm mà ý thức và tiềm thức anh chị đó. Và để mà cái điều này để mà giúp cho anh chị ta có thể là thu hút được những cái nguồn lực mạnh mẽ, thì trong cái phần đầu tiên đó là cái phần tâm thức của anh chị, thì đó là cái phần tiềm thức và ý thức. Cơ thể của chúng ta thì gồm ba phần, ý thức là cái phần thứ nhất đó, cái phần thứ nhất, cái phần thứ hai là tiềm thức, và cái phần thứ ba nữa là cái trường năng lượng xung quanh chúng ta. Ý thức của chúng ta thì nó chỉ có 10% thôi các anh chị, 10%, còn 90% là tiềm thức đó. Ý thức á là nó có chút xíu thôi các anh chị, nó có chút xíu ở trên trên này thôi, trên này thôi, còn 90% còn lại là toàn bộ cái cơ sở của chúng ta luôn và nằm trong cái tầng sâu bên trong cơ thể của chúng ta, đó chính là tiềm thức. Còn trường năng lượng là gì? Trường năng lượng là những cái môi trường sống xung quanh anh chị á, là vũ trụ, là những cái con người, là những cái sự vật, hay là một cái ly nước này, hay là một chiếc điện thoại đó, hay là một chiếc máy bút, hay là một chiếc iPad mà mình đang 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 chia sẻ với anh chị đó, thì nó cũng là trường năng lượng ha. Vậy thì ý thức và tiềm thức, còn trường năng lượng, ví dụ như là ai, là những cái xung quanh anh chị xem, những cái đồ vật nè, những cái con người nè, ba mẹ con cái anh chị này, hay là những cái loài vật này, đó là trường năng lượng. Vậy thì chúng ta biết rằng tất cả vạn vật trên vũ trụ này được cấu tạo bởi năng lượng hết,
tầm năng lượng của chị, tất cả đều là năng lượng, và bản thân con người của chúng ta cũng là năng lượng, tại vì là vạn vật trong vũ trụ này được được là cấu tạo bởi năng lượng đó. Thì nó sẽ gồm là năng lượng thô, rồi năng lượng cứng, năng lượng thô rất là nhiều ha, đó được mà. Rồi, và thì khi mà chúng ta biết là cấu tạo năng lượng thì chúng ta hiểu được cái suy nghĩ của chúng ta, nó cũng chính là một dạng năng lượng, được không các anh chị? Suy nghĩ của mình này, nó cũng là một dạng năng lượng. Thì bây giờ chúng ta quay trở về với con người của chúng ta, thì định nghĩa của ý thức và tiềm thức trường năng lượng là gì? Ý thức của chúng ta nó có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng các anh chị, đó là ra quyết định. À, mọi suy nghĩ, mọi nhận thức của chúng ta là đều do cái ý thức của chúng ta quyết định và tạo nên, được không các anh chị ạ? Được không ạ? Tạo nên đó. Thì trong cái cuốn sức mạnh tiềm thức và cái bộ môn NLP thì họ cũng có nói đến cái tiềm thức của chúng ta là 90% các anh chị, là trong cái bộ não đó. Thì nhưng mà theo trong cái quyển sức mạnh tiềm thức hoặc là trong cái quyển mà tôi đã làm giàu như thế của bác Donald Trump, thì ông ấy nói rằng là tiềm thức của mình nó chỉ có 5%, còn 95% lại là tiềm thức. À, thì bây giờ nói theo cái kiểu gì nó cũng chỉ là phỏng đoán khoa học thôi anh chị, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được là cái ý thức của chúng ta, và chúng ta có tiềm thức và chúng ta có quyền năng lượng, thì chúng ta hiểu là ý thức của mình là nó có một nhiệm vụ, đó là ra quyết định, còn tiềm thức của mình là nó có cái nhiệm vụ là nhận cái mệnh lệnh đó và thực thi, và khi nó thực thi thì nó đi kết nối với vũ trụ, chính là cái trường năng lượng, và nó mang cho chúng ta có cái kết quả. Đơn giản vậy thôi, ngắn gọn dễ hiểu các anh chị ha. Đó, bởi vì là cái chỗ này nó rất là quan trọng. À, chúng ta phải hiểu để nhưng mà chúng ta biết cách chúng ta giao tiếp. Rồi, đó là khi mà chúng ta nói về ý thức và tiềm thức của chúng ta. Vậy thì cái nhiệm vụ quan trọng con người của chúng ta là chúng ta cần phải có cho mình một cái nhiệm vụ quan trọng, đó là đó là chúng ta cần phải có cho mình một cái sự nhận thức, là một cái ý thức đúng đắn để mà chúng ta ra lệnh với tiềm thức của mình, để mà cho tiềm thức của mình làm việc các chị ha. Đó, chúng ta có quyền là chúng ta có nhận thức là chúng ta sẽ đón nhận những cái tư duy tốt hay là những cái tư duy không tốt, những cái niềm tin tốt hay là những cái niềm tin không tốt, và nó sẽ mang lại cho những chúng ta cái kết quả tốt hay là không tốt. Ví dụ như là bây giờ anh chị nghe một cái thông tin không tốt và anh chị không có sự nhận thức và anh chị đón nhận nó, thì nó sẽ cho chúng ta những cái kết quả không tốt, và những cái niềm tin không tốt thì nó cũng cho anh chị em ta những cái kết quả không tốt. À, và có một cái ví dụ như thế này để cho mà anh chị em ta dễ hình dung, đó là ví dụ như là khi anh chị em ta lên một chiếc thuyền ra khơi đi, và chiếc thuyền đó thì trên chiếc thuyền đó là chị cùng có là gì, các thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn. Thì các thuyền trưởng này là ai các anh chị? Thuyền trưởng này là một người rất là giỏi, một người biết được rằng là nơi nào có kho báu, biết được là nơi nào có vàng, có bạc, có kim cương, có đá quý, có sự thành công, sự giàu có, sự thịnh vượng, sự hạnh phúc, biết được rằng là là nơi nào là nên cân buồn, nơi nào là nên không cân buồn, nơi nào là nên đi là né qua, nơi nào là nên nghe lời dừng lại, nơi nào là né những cái thủy quái đó và đánh những cái thủy quái đó như thế nào, thì đó là cái vị thuyền trưởng, đúng không ạ? Còn những thủy 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 thủ đoàn là ai? Thủy thủ đoàn ở đây là cái người nghe cái mệnh lệnh của thuyền trưởng đó, đơn giản là vậy thôi các anh chị ha. Nhưng mà bây giờ sẽ như thế nào, tại vì là thủy thủ đoàn á rất là mạnh các anh chị, rất là mạnh, tại vì rất là đông, vậy thì sẽ như thế nào nếu như mà cái người thuyền trưởng này là một người không biết gì hết, không biết đâu là kho báu, không biết đâu là nơi nào là có kho báu, không biết đâu nơi nào là để dân bùn, không biết là làm sao gió lên là tăng nhiệt như thế nào, không biết là đánh lấy tàu như thế nào, vậy thì cho mình hỏi các anh chị, cái thủy thủ đoàn họ có làm được không? Câu trả lời các anh chị comment đi ạ. Họ làm được không ạ? Họ có đánh tàu được không? Họ làm được không? Đúng rồi, họ không làm được, họ sẽ không làm được, họ sẽ không biết đi đâu hết. Và nếu như cái người thuyền trưởng ấy không biết nơi nào là đúng, không biết cái nào là sai, không biết là cái nào là tốt, không biết cái nào là không tốt, thì rất là dễ bị lầm đường lạc lối. Nếu ví dụ bây giờ là ví dụ như là bây giờ anh chị nhìn thấy cái thủy thủ đoàn này nhìn thấy con thuyền xung quanh á, tưởng rằng là đó là những người tốt, tưởng rằng đó là những người hiểu chuyện, những người biết điều, tưởng rằng đó là những người thành công, cứ thế mà đi theo. Vậy thì khi mà như vậy thì cuối cùng là gặp kết quả là tiêu cực, đó là nói, đó là vì ví dụ
Còn bây giờ thực tế hơn, ví dụ như là trong cuộc sống của anh chị không có nhận thức và những cái mối quan hệ xung quanh của anh chị, người ta ngon, người ta nói là dễ nghe, người ta nói là ok, và anh chị không có đủ sự nhận thức để mà anh chị biết được rằng là người đó tốt hay là không tốt, và anh chị tưởng đó là một cái điều tuyệt vời, một người tuyệt vời, anh chị nghe theo họ thì sao, anh chị rất là dễ làm đường lạc lối, thì anh chị gặp cái kết quả là tiêu cực, là không thành công, là không may mắn, là không an toàn, hoặc là mất tiền, thì nó có nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm luôn các chị ha. Vậy thì cái việc đầu tiên và quan trọng ở đây với những anh chị em chúng ta, để mà mình muốn là có một cuộc sống thành công giàu có, thì mình phải là người thuyền trưởng của con tàu của mình các chị. Đó là mình phải là một người thuyền trưởng giỏi, một người có ý thức, một người có suy nghĩ và một người có sự nhận thức, biết được đâu là đúng, biết được đâu là sai, được không các anh chị? À, và chúng ta phải có cho mình một mục tiêu và có một cái điểm đến, và biết được là cái điều mình cần là gì đó, đúng không các anh chị? Biết được chính xác cái điều mình muốn là gì, biết được chính xác cái con đường mình đi đâu, biết được chính xác cái mục tiêu mình là gì đó. Và khi mà cái người thuyền trưởng như vậy họ biết á, thì họ ra lệnh cho các thủy thủ đoàn của họ, thì họ đi rất là nhanh. Và thủy thủ đoàn này nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi các anh chị, đó là tuân lệnh thuyền trưởng của mình. À, và cái vị thuyền trưởng này nếu như mà không có nhận định sai, có nhận định sai, à có những cái mục tiêu không đúng, à, ví dụ như là thuyền trưởng này không biết nơi nào là, à, cái con nào là con thủy quái hết, và dẫn đến cái việc là, à, đi ra hơn người kia các anh chị, lao đầu vô những cái nơi mà thủy quái đó, thì sao ạ? À? Thì cả thủy thủ đoàn đó lên đường hết, được không ạ? À? Thì nó cũng giống như cái việc là anh chị em chúng ta đang đi ngoài đường, chúng ta đi xây dựng những mối quan hệ mà chúng ta không có tư duy, chúng ta không có kiến thức, chúng ta giao du với những người không tốt, chúng ta giao du với những mối quan hệ không tốt, những con người không tốt, những cái đối tác làm ăn không tốt, và những người con người không có tích cực, à, thì sao ạ? À? Thì chúng ta không có thành công, hoặc là giao du với những người lừa đảo thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Ừ. Cũng giống như là cái việc á, vị thuyền trưởng, à, mà đưa anh chị là một vị thuyền trưởng, và anh chị đưa nguyên cái chiếc tàu của anh chị vào hẳn trong cái hang hùm miệng cọp, và kết quả là mất tiền, là không thành công, là bị lừa, là không giàu có. Thì cũng giống như cái việc là anh chị chọn một cái công việc kinh doanh không, nó không đúng, không tốt, à, chọn những cái công việc kiếm tiền nó không đúng, thì dẫn đến cái việc là anh chị thất bại và anh chị không có giàu ha. Cũng giống như cái việc là anh chị đưa nguyên cái chiếc thuyền của anh chị vào cái nơi không đúng, vì anh chị không có sự nhận thức, anh chị không có tư duy, thì đó là quyết định của ý thức. Và tiềm thức của anh chị thì nó rất là mạnh, nó luôn thực thi tất cả mọi nguồn lực cho anh chị, bởi vì tiềm thức của anh chị nó chỉ có một chức năng thôi, là cái thủ đoạn này nó hay lắm các anh chị, chỉ cần anh chị ra quyết định đúng cho nó sẽ làm hết cả mọi chuyện trên cuộc đời này luôn anh chị ha. Đó, nó rất là hay đó, chỉ cần là đưa ra một cái quyết định đúng thôi thì nó sẽ làm hết tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này, chuyện gì nó cũng làm được hết anh chị. À, ví dụ như ngày xưa đi, anh chị thấy là có con người chúng ta có thở được dưới nước không anh chị? Con người chúng ta có thở được dưới nước không ạ? À? Chúng ta có sống được dưới nước không? Không. Nhưng mà sau đó có một người nào đó họ đã ra quyết định là, ừ, là bây giờ tôi phải làm sao để mà tôi có thể là thở được dưới nước, để mà tôi có thể bắt cá được dưới nước, thì bắt đầu là họ phát minh ra bình oxy nè, phát minh ra ống thở nè, ống lạnh nè, đó, để mà, à, họ thở được dưới nước, họ đi được dưới nước đó. Và khi mà có nghĩa rằng là họ đã ra quyết định như vậy, có nghĩa là tiềm thức của họ kết nối giúp cho họ những cái nguồn lực, à, để giúp cho họ có những cái tư duy, những cái kiến thức, và có cho họ những cái trí tuệ để giúp cho họ thực thi được cái mệnh lệnh là do ý thức làm ra các sự ha, ra quyết định các sự ha. Hoặc là ví dụ như là ngày xưa, bây giờ chúng ta nói về máy bay đi, ngày xưa có ai tin rằng là có một cái khối sắt rất là nhiều tấn mà có thể bay được lên bầu trời không? Không. Nhưng mà sao, anh em nhà Wright các anh chị, ông ấy có một cái mong muốn, có một cái khao khát, có một cái ước mơ là ông ấy có thể là đưa cái con người bay được như chim các chị. Thì sau đó làm sao ạ? À? Ông ấy đã ra quyết định cái tiềm thức của mình là phải sáng sáng chế ra được, thì kết quả là ông ấy phát minh ra được chiếc máy bay. Hoặc là như bóng đèn dây tóc của Thomas Edison, thì ông ấy cũng đã ra quyết định cái tiềm thức, thì cuối cùng ông ấy sáng minh ra được sau 9.999 lần thất bại, thì đến cái lần thứ 10.000 ông ấy cũng đã chế tạo thành công cái bóng đèn dây tóc, nhớ
Tiềm thức tâm dịch. Và bao nhiêu anh chị em chúng ta ở đây đã đọc được cái cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Nam Bô Năm Hiêu đó. Thì trong cái chương đó có một cái chương viết hẳn về tiềm thức luôn, về tiềm thức luôn đó. Tiềm thức của mình á nó rất là hay đó. Tiềm thức thì nó sẽ có bốn loại tiềm thức các anh chị. Tiềm thức đầu tiên là tiềm thức của mình này, tiềm thức của người khác này, và tiềm thức của một người khác nữa, và một cái nữa là trí tuệ vô lượng. Thì cái tiềm thức nó rất mạnh, đó chính là trí tuệ vô lượng của vũ trụ anh chị. Và tiềm thức của chúng ta nó có cái khả năng, đó là khi mà một cái điều gì đó mà tiềm thức của anh chị nó tin, nó chấp nhận điều đó là thật, thì nó sẽ thu hút những cái nguồn lực và kết nối lại với vũ trụ xung quanh và mang về cho các anh chị cái điều đó anh chị ha, giúp cho anh chị có những cái ý tưởng nè, những cái tư duy, những cái trí tuệ, và giúp cho anh chị có những cái sự sáng tạo nè, giúp cho anh chị có những cái kết quả tốt mà không tốt các anh chị ha. Nếu như mà cái quyết định của anh chị tốt là nó ok tốt ha. Nếu như mà anh chị tin vào một cái điều gì đó, ví dụ như là bây giờ anh chị tin mình là một người tiêu cực, là sao mà cuộc sống của mình khó khăn quá à, cuộc sống của tôi là khổ quá à, cuộc sống của tôi là không có thành công, thì tiềm thức của anh chị nó cũng hiểu cái được điều đó, và nó sẽ thu hút về cho anh chị là cái sự không may mắn, cái sự không thành công à, để mà khiến cho anh chị đạt được cái thỏa nguyện của mình là không có thành công anh chị ha. Có nghĩa là hãy nếu như anh chị ra quyết định với tiềm thức của mình, tôi tin mình là trở thành một người thành công bao giờ có, và cho đến khi mà tiềm thức của anh chị nó tin vào điều đó thì bắt đầu nó sẽ đi kết nối à, nó đi đi hoạt động, nó lại sẽ đi thu hút những nguồn lực giúp cho anh chị em chúng ta có những cái động lực, và cho anh chị em ra những cái sự may mắn, cho anh chị em ra những cái mối quan hệ chất lượng, cho anh chị em ra những cái cơ hội tuyệt vời, những cái đối tác chất lượng để giúp cho anh chị đạt được cái sự thành công trên cái kết quả của chính mình các anh chị ha. Thì đó là nhờ vào sức mạnh của tiềm thức à, đó đúng mà. Thì đầu tiên là mình chia sẻ cho anh chị em chúng ta như đến đây nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc chương trình ở đây các anh chị, tại vì là mỗi ngày chúng ta chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ để mà chúng ta học tập rèn luyện cho các anh chị ha. Đó à, thì chương trình câu lạc bộ thì có rất là nhiều chương trình các anh chị đó à, thì bây giờ mình xin kết thúc chương trình ở đây, và ngày mai mình sẽ chia sẻ cho anh chị ta tiếp tục về cái phần ý thức và tiềm thức của mình, tiềm thức là gì và cách như thế nào để mà chúng ta giao tiếp cái tiềm thức mình đúng, để mà mình có một cuộc sống thành công, một cuộc sống tròn vẹn, một cuộc sống dư dả vững đài, và giúp cho anh chị ta các cách mà những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là thu hút cái sự may mắn, thu hút những quý nhân, thu hút những cơ hội tuyệt vời, thu hút có thể là giúp cho anh chị em chúng ta có được cái kết quả tốt trong cái công việc kinh doanh của anh chị, trong cái cuộc sống của anh chị, hoặc là cải thiện mối quan hệ của anh chị, hoặc là cải thiện sức khỏe của anh chị ha. Đó để mà chúng ta ứng dụng cách tuyệt để nha. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc chương trình tại đây, và ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp theo cái phần ý thức và tiềm thức này. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã dành cái thời gian vào đây lắng nghe học tập rất là nghiêm túc luôn ha. Rồi còn những anh chị em nào chúng ta đang học bên ngoài các anh chị có thể là mong muốn học trực tiếp cùng với My, học trực tiếp cùng với môi trường doanh nhân tốt nhất, học trực tiếp cùng với người thầy của My vào lúc 20 giờ mỗi tối, anh chị có thể là liên hệ với cái người chia sẻ cho anh chị cái video này, hoặc là liên hệ với cái người mà tag tên anh chị vào trong cái video này, hoặc là anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với My, My sẽ hỗ trợ cho anh chị em chúng ta và học trực tiếp cùng với My các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tham gia chương trình, và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia các phiên live của mình các anh chị ha. Và bây giờ thì mình xin kết thúc chương trình ở đây nhé. Chúc cho anh chị em chúng ta có một buổi chiều hạnh phúc và may mắn hơn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Rồi ok, mình xin kết thúc chương trình tại đây nha. Mình mời được hỗ trợ là kết thúc chương trình với mình nha.